Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi tối xem là chim vui vẻ em ơi. Uầy, sorry, nhìn qua Sách Đô Hùng, Bét là một trong những cao thủ Thúy Yên hay gì đó. Đúng rồi, Thúy Yên song đao anh em. Thúy Yên trưởng anh em. Ui, thấy một ngọc bội chắc vậy. Ngọc bội nhu tình, phòng thủ 25 chắc vãi nôi. Một ngọc bội nhìn vào thấy dần dần một món hồng kim ở ngọc bội là khả nghĩ chắc chắn là nhu tình rồi. Và hiện tại đang sử dụng cho mình một cái ngọc bội nhu tình, phòng thủ 25, sinh lực 50, cực kỳ chất. Cái ngọc bội này đang rất là đáng giá anh em, đang nô một server ấy. Rồi ok, chúng ta cái này thì khả không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà khả nghĩ chắc nó phải tầm giá phải hơn 2 đến 30 kim cho đến 40 kim. Khả nghĩ là vậy, nhưng mà tại vì khả chưa sở hữu được nó nên khả không rõ. Tại vì cái món này là anh em đua top được anh em, trong và trong bang bán như thế nào khả không rõ. Nhưng mà nếu theo mà khả nghĩ đó, cái món này chắc nó phải hơn 2 triệu anh em. Cái ngọc bội này nó phải hơn 2 triệu, là hơn khoảng 30 kim, hơn 30 kim, dao động tầm đó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục đến cái nón khăn lôi 26, lấy cho mình khăn lôi. Một vũ khí làm chậm 40, một cái chuyền kháng cảm 10, một cái áo khăn lôi phục hồi 40, một bộ tay khăn lôi 20, một nhẫn khăn băng 21, một nhẫn khăn băng 21, trời ơi, mang khăn băng cho nhiều vậy. Một đai lưng khăn lôi 30, một giày khăn lôi 19, tóc 40. Tính sơ qua thì cái hạt này chỉ có làm chậm 40 thôi anh em ơi. Bằng đồ như thế này rất khó mà đánh tông kim. Ít nhất phải build cho mình bèo lắm, phải 40 chón hay đến 80 chón này, với lại 80 làm chậm thì mới đang mới ngon anh em. Tầm này thì nhìn sơ qua set đồ này thì khả thấy cũng gạn dạng là ok, nhưng mà theo cái hiệu ứng 40 làm chậm trong cái một cái set đồ như thế này thì nó dạng là dạng tầm trung bình anh em ơi. Nó không được tốt cho lắm. Tại vì nhìn sơ qua chỉ một mình vũ khí làm chậm 40 thôi, không qua chón luôn. Đồ như thế này thì rất khó đánh ông kim. Mà cũng có vài trận ông cũng lên được top 7, top 8 anh em. Là Khải soi đồ cho anh em xem luôn. Chung đa số là khăn lôi với lại hai món khăn banh. Hai món khăn banh này thì khăn banh cao thì có thể bù qua cái mức làm chậm cũng được. Nhưng mà thiếu móc chón rồi anh em. Nhìn vào thấy cái đẹp nhất là cái ngọc bội nè. Đó, ngọc bội chắc vải nồi. Rồi ok, anh em xem qua video này đừng quên đỡ lại cho Hùng Bét một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ Khải nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều. Ngày mai Khải sẽ up video.